Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 192. Chương 1911, Quyết đấu đỉnh phong, 1. Hứa Thanh tới gần, từ xa nhìn lại, giống như một con cự thú áp bách mây đen trên bầu trời, sắc điệu ám trầm làm cho người ta có một loại dự cảm bất tường. Mà theo bước chân của Minh Nam Thế Tử đạp xuống, dưới màn trời đen như mực, tầng mây bắt đầu cuộn mình, như sóng cả trên hải dương bị cuồng phong phát động. Trong đó điện quang lập lòe, giống như từng con rắn ngân quang cuồng vũ trong bóng đêm, giao thoa tạo thành phù văn cổ xưa lại thần bí. Lập tức, tiếng sấm ù ù chấn động phía chân trời, giống như con cự thú đó đang giống lên. Cự thú, thức tỉnh. Một đạo phong bạo to lớn kết nối thiên địa, bỗng nhiên hình thành ở ngoài thân thể của Minh Nam Thế Tử. Cuồng phong như dao quét sạch bát phương, đẩy mây mù ra, giấy nham thạch nóng chảy lên tạo thành làn lửa gió bão. Ngay cả cốt long cũng bị cuồng phong thổi lung lay sắp đổ, dường như sau một khắc sẽ bị phong bạo quét sạch đi. Những tu sĩ nhân tộc càng là bị tàn phá bừa bãi trong gió lốc, như là lá cây, bị gió cuốn qua ném lên phía trên. Tiếp đó lại rơi xuống, hình thành một mảnh cảnh tượng hỗn loạn, không ngừng tung bay tán loạn. Về phần thân ảnh Hứa Thanh tiến đến, càng là trọng điểm của mảnh phong bạo, khóe miệng Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia khinh miệt, thân thể ngoài phong bạo, trực tiếp quét ngang ra phía ngoài. Hung ma như thiên địa hóa thành, lấy thế dễ như trở bàn tay quét sạch, hung hăng thôn phệ về phía Hứa Thanh. Hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh đứng mũi chịu sào, trực tiếp va chạm cùng phong bạo xoắn tới, thân sắc của đại hoàng tử cùng với nhân tộc còn lại đều biến hóa. Bọn họ đã từng giao chiến qua cùng với Minh Nam Thế Tử, biết được chỗ kinh khủng của gã ta, mặc dù Hứa Thanh có khí tức không kém. Nhưng theo phong bạo bao phủ, thân ảnh của hắn dần trở lên mơ hồ, chập chờn trong gió, lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Trong gió lốc, hỏa vũ chút nước như mưa, bao phủ thế giới thành một mảnh mơ hồ bên trong màn lửa. Sức gió cường đại chẳng những khiến mây mù tản ra, còn khiến mặt đất xuất hiện nhiều chiếc hố to. Loại lực lượng này, loại uy thế này, hình như hết thảy người đối kháng cùng nó đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng, không bao gồm Hứa Thanh, phong bạo có thể quét sạch thôn phệ mọi thứ. Sau một khắc bỗng truyền đến âm thanh động trời đinh tai nhức óc, âm âm nổ mạnh, một cỗ lực lượng thần bí vượt qua phong bạo bộc phát từ bên trong ra. Đó là một thanh đao. Một thanh đao cao sánh với trời. Ánh đao bạch hàn, tạo thành một bức tranh đen trắng giữa đêm đen như mực. Nó bộc phát từ bên trong, dung chuyển vòi rồng bên ngoài, tạo thành sóng khí giống như nổ tung. Oanh oanh oanh. Ánh đao hiện lên, thiên địa chói lọi, phá vỡ hết thảy từ bên trong cơn bão, trực tiếp chém ra. Càng có một cỗ tinh thần ẩn chứa ở bên trong. Đó là khí thế phá tan hết thảy ràng buộc, đánh vỡ hết thảy quy tắc, toái diệt hết thảy gông xiềng. Màn trời rung động, lắc lư, vô số mây mù bị xé rách, tạo thành một đạo vết tích thẳng tắp lan tràn ít nhất ngàn dặm, nhìn thấy mà giật mình. Mà phong bạo lại như hóa thành thực chất, tan vỡ đồng thời chia năm xẻ bảy, tàn phong cuốn theo hỏa vũ ngược lại như là sao băng tung bay. Đại địa tương tự cuộn trào, khe rãnh ngàn dặm ngay lập tức hiện ra, nếu như có phàm tục đứng ở biên giới cúi đầu nhìn, trong tầm mắt chính là một cái hạp cốc cực lớn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Từ đó cũng có thể thấy được lốm đốm chiến lực của Quy Hư. Mà trong chớp mắt, theo phong bạo vỡ vụn, theo thiên đao lập lòe, thân ảnh như là thần ma của Hứa Thanh xông từ trong ra, mang theo khí thế vô tận, vòng quanh lực lượng từ trước đến nay chưa từng có, lập tức đến trước người Minh Nam Thế Tử. Trong mắt Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia ngưng trọng, hạ xuống một quyền, sấm sét nổ vang. Thân ảnh hai người trực tiếp chiến đấu ngay trên màn trời, tốc độ cả hai đều cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đụng chạm với nhau mấy nghìn lần. Trong lúc này âm thanh hít sâu của Minh Nam Thế Tử xuất hiện 17 lần. Mỗi một lần gã ta hít sâu đều giống như rồng hút nước vậy, chẳng những âm thanh cực lớn, thậm chí còn hút hết thảy sức mạnh thiên địa bốn phía trong miệng. Sau đó rõ ràng lực lượng thân thể của gã ta lại có tăng lên. Mà Hứa Thanh cũng đã từng gặp qua thuật này ở trên người tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lúc trước. Mặc kệ đội trưởng hay là Khâu Tước Tử, trên đường tới đây miêu tả về Minh Nam Thế Tử cũng khiến cho Hứa Thanh rõ ràng đạo pháp thuật này. Đây là công pháp hoàng cấp của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tên là Tam Thập Lục Tiên Cương. Đây là gọi chung, chuẩn xác mà nói, đây là 36 đạo công pháp hoàng cấp tạo thành thuật đỉnh phong. Cửu Tức Phục Khí chỉ là một đạo trong đó mà thôi. Nói là 9 hơi thở, nhưng cũng không phải là cực hạn 9 tầng, tu sĩ khác biệt,
không có cùng lý giải và nhận thức. Vì vậy, 17 lần hít sâu, 17 lần tăng lên khiến cho chiến lực thân thể của Minh Nam Thế Tử kinh khủng tột cùng. Nhưng Hứa Thanh lại chống được toàn bộ, thậm chí còn phản kích. Khi thì thiên đao chém rụng, mà tinh thần ẩn chứa trong đó một lần mãnh liệt hơn so với một lần, lần sau rõ ràng hơn lần trước. Vì vậy, mỗi một lần song phương đụng chạm hình thành âm thanh đều là cực lớn, mà bởi vì phát sinh thời gian quá ngắn, cho nên những âm thanh đó đều bị dung hợp lại với nhau, tạo thành tiếng động như khai thiên tích địa. Cuối cùng cốt long không chịu nổi, bị cuốn ngược lại. Đại địa hiện ra vô số hố sâu không cách nào che lấp. Màn trời, mây mù liên tục nổ vang, cuối cùng mảnh mây mù dày đặc bao phủ ở trên trời cũng đều bị đuổi tản đi, lộ ra bầu trời phía sau. Đó là một bầu trời đêm, lốm đốm sao đầy trời, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tàn diện thần linh trên bầu trời đêm. Chương 1912, Quyết đấu đỉnh phong, 2. Dưới tàn diện thần linh, Hứa, Thanh và Minh Nam Thế Tử vẫn chiến như trước. Lấy bọn họ làm trung tâm, từng đạo chấn động dấy lên, rất nhanh tản ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực trùng kích rất kinh khủng. Nhìn qua một màn này, nội tâm của đội trưởng nơi xa cùng với đại hoàng tử nơi khác đều xuất hiện gợn sóng. Bên trong một đao nọ ẩn chứa tinh thần, rốt cuộc Tiểu Thanh đã có hình thức đạo ban đầu của mình rồi. Chính là như thế, đánh vỡ hết thảy gông xiềng, đánh vỡ hết thảy quy tắc, lao ra khỏi thiên địa, lao ra vạn vật, lao ra khuôn phép cũ. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Bên phía đại hoàng tử, bởi vì kinh lịch chưa đủ cho nên không cách nào cảm giác tinh chuẩn như đội trưởng, nhưng gã thay đổi sắc mặt và chấn động cũng bởi vì một đao tinh thần nọ. Gã không biết miêu tả như thế nào, nhưng gã cảm nhận được sự phù hợp từ trong tối tăm. Hình như đó là đạo mà gã khát vọng có được. Cho nên giờ phút này da đầu của gã đang run lên, không phải bởi vì quá chấn động, mà bởi vì đồng cảm. Trong lúc nội tâm của hai người bọn họ đang cuộn trào, trên màn trời, một tiếng nổ vang mãnh liệt hơn nữa truyền ra. Sau một lần đụng chạm, thân ảnh Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử riêng phần mình rút lui, kéo ra khoảng cách 100 trượng. Hứa Thanh đứng sừng sững ở bên trong hình thái thần linh, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra khí thế bàng bạc. Nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy, thân thể hình thái thần linh của hắn tràn ngập vô số vết thương. Chẳng qua theo hồn ti nhúc nhích, những vết thương đó rất nhanh đã khép lại. Về phần Minh Nam Thế Tử, giờ phút này không còn vẻ nhẹ nhõm nữa, cảm giác ngưng trọng không chỉ tràn ngập trong mắt và trên mặt, càng đã lan tràn tới toàn thân. Trên người của gã ta cũng có thương thế, nhưng theo ánh sáng trắng lóng lánh hiện lên, hết thảy đều lập tức khôi phục. Có thể chọi cứng cùng cửu tức phục khí của ta. Nhân tộc, phương pháp biến hóa thần linh của ngươi, có chút ý tứ. Chỉ là không biết ngươi có thể chịu đựng được hay không. Không đợi Minh Nam Thế Tử nói xong, thần sắc của gã ta bỗng nhiên biến đổi, chợt lui ra phía sau, hầu như ngay khi gã ta lui ra phía sau, vị trí nguyên bản ngay lập tức ầm ầm sụp xuống. Hư vô vỡ vụn, một cây hàng ma sử lập lòe ánh sáng quỷ dị xông ra từ bên trong hư vô sụp xuống, trở về bên cạnh Hứa Thanh. Ngươi, sắc mặt của Minh Nam Thế Tử âm trầm, om sòm. Một khắc giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh truyền ra, thân thể của hắn lập tức như bôn lôi, lao thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Đồng thời tay phải giơ lên kéo một cái ở trên người, tức thì có tiếng kim ô kêu vang tận mây xanh. Hỏa diễm màu đen bộc phát ra từ trên người hắn, hình thành kim ô phun ra nuốt vào giữa thiên địa, sau đó phóng tới Hứa Thanh. Thân hình của nó nhanh chóng tiêu tán, như bị bóc tách, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một thanh trường thương màu đen, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Hắn hung hăng cầm chặt, chợt ném về phía Minh Nam Thế Tử. Hàng ma sử cũng chợt hiện tia sáng cực lớn, vô số tia chớp màu đen vờn quanh, tương tự phóng đi. Trong lòng Minh Nam Thế Tử lóe lên sát cơ, gã ta biết khuyết điểm của mình, phụ thân cũng đã từng nhắc nhở qua, đó chính là ngạo mạn. Đây là do thân phận tôn cao cùng với tổng thể tộc quần cường hãn dẫn đến, cũng khiến cho gã ta từ nhỏ đến lớn mặc dù nhìn như đã trải qua rất nhiều trận chiến. Nhưng trên thực tế bất kỳ địa phương nào gã ta đi tới, đều không có bao nhiêu tu sĩ dám chân chính giao chiến sinh tử cùng gã ta. Nhân sinh thuận lợi cấp cho gã ta quầng sáng và huy hoàng, nhưng đồng dạng cũng khiến cho gã ta có chỗ thiếu hụt không hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân gã ta lựa chọn tham gia đại săn bắn, gã ta biết mình cần ma luyện, cần chân chính trải qua sinh tử, mới có thể chuyển hóa ưu thế của mình thành thông thiên đại đạo. Mà bây giờ, gã ta có một loại dự cảm, cơ duyên mà mình chờ đợi đã xuất hiện.
cho nên nét âm trầm trong mắt của gã ta đã hóa thành sát ý nồng đậm, chớp mắt một cái tới gần Hứa Thanh, gã ta giơ tay lên, giang hai tay hung hăng nắm chặt màn trời. Màn trời dày đặc mây mù như bị một bàn tay vô hình bóp nát, dưới âm thanh ầm ầm, bắt đầu tan vỡ trong phạm vi lớn, rơi xuống vô số nước mưa, tung bay trên đại địa, đồng thời cũng tạo thành trình độ ngăn cản nhất định cho trường thương cùng với hàng ma sử đang phóng nhanh đến. Mà vào thời khắc này, tinh không trên màn trời hiển lộ ra càng rõ ràng hơn. Trong tinh không có 9 viên tinh thần vô cùng sáng ngời lập lòe, cực kỳ dễ thấy, xếp đặt cùng một chỗ, tạo hình như một ngón tay. Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, bỗng nhiên hạ xuống, không để ý tới trường thương màu đen, chỉ về phía Hứa Thanh. Đấu bính chỉ đông, thiên hạ đều xuân. Cửu tinh chói lọi, tinh quang thay thế hết thảy tia sáng, hình thành một ngón tay hư ảo xuất hiện ở phía đông của Hứa Thanh. Ngón tay này lớn vô cùng, càng tràn ra uy lực mênh mông. Trong cảm giác của Hứa Thanh, hắn như đang đối mặt với toàn bộ tinh không, so sánh cùng nó, bản thân hắn quá nhỏ bé. Lực lượng của nó bao phủ, thân thể của Hứa Thanh như bị ràng buộc, hết thảy đều biến thành chậm lại. Đấu bính chỉ nam, thiên hạ đều hạ. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, đang muốn phá giải, ngón tay thứ hai xuất hiện ở phía nam, lực lượng ràng buộc lần nữa tăng vọt. Đấu bính chỉ tây, thiên hạ đều thu. Tiếp theo là ngón thứ ba, đấu bính chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Giọng nói của Minh Nam Thế Tử vang vọng, ngón tay thứ tư xuất hiện ở phía bắc Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, bốn ngón tay ở trên trời cao, tràn ra cảm giác mênh mông kinh người và uy thế đáng sợ, giờ phút này toàn bộ đều chỉ về phía Hứa Thanh. Chính là di tinh hoán đấu, cửu tinh trấn sát đạo trong công pháp hoàng cấp tam thập lục tiên cương của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông, đấu bính chỉ, tới, không còn đường sống. Lời này vừa ra, bốn ngón tay tinh thần kinh thiên động địa lập tức nhấn xuống chỗ Hứa Thanh. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1913, cảm tạ 1. Đông chỉ trưởng sinh, cho nên ngón tay mênh mông do tinh quang biến thành ở phía đông Hứa Thanh, tràn ra nồng đậm lực lượng sinh cơ. Mà bất luận thứ gì quá thịnh, sau khi vượt qua cực hạn, sẽ làm cho người ta có cảm giác không còn là chính, mà là tà. Do đó, phía cuối ngón tay sinh, nhìn qua như là yêu tà, nam chỉ trưởng vinh. Tương tự như thế, ý lửa bốc lên, tựa như hỏa thần mạnh mẽ, muốn dùng lửa phong thiên địa, tây chỉ trưởng khô. Cũng là cảm giác khô héo và lãng phí tràn thời gian ngập trong đó chạy đến, càng có năm tháng trôi qua ẩn chứa ở bên trong, khiến cho người ta nhìn vào giống như thấy thời gian thay đổi. Cuối cùng bắc chỉ trưởng tử, giống như đến từ minh giới, mang tử vong đến trên thế gian. Giờ phút này, theo bốn ngón tay hạ xuống, toàn bộ sinh tử khô vinh đều ở bên trong, pháp thuật như thế, đại hoàng tử ở xa nhìn thấy lập tức biến sắc, nội tâm lo lắng. Bởi vì gã, chính là bại dưới một chiêu di tinh hoán đấu, cửu tinh trấn sát này. Chuẩn xác mà nói, là gã dựa vào huyết mạch bản thân, phá vỡ pháp thuật di tinh hoán đấu, sau đó thất bại dưới sát chiêu che giấu trong đó. Đây chỉ là biểu tượng, sát chiêu chân chính của Minh Nam Thế Tử, ẩn giấu ở trong biểu tượng đó. Đại hoàng tử muốn nhắc nhở, nhưng gã không làm được, mặc kệ là mở miệng hay là thần niệm, đều bị Minh Nam Thế Tử phong kín từ trước, không thể báo động trước nửa điểm. Vì vậy gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn ngón tay nọ ầm ầm nhấn xuống. Nhưng đội trưởng không hề động, y tin tưởng Hứa Thanh sẽ không dễ dàng bị chấn giết như vậy. Sự thật đúng là như thế, hầu như ngay khi cả bốn ngón tay hạ xuống, mặc dù thân thể của Hứa Thanh tức khắc không cách nào nhúc nhích, bị một loại ràng buộc vô hình, nhưng đôi mắt của hắn vẫn còn có thể mở ra. Nháy mắt tiếp theo, hai mắt Hứa Thanh trực tiếp đen nhánh. Một chiêu độc cấm nhập vào mắt hắn từng cảm ngộ ở Tế Nguyệt Đại Vực năm đó, lúc này đã nổi lên tác dụng mấu chốt, theo ánh mắt của hắn, độc cấm đã có được thông đạo bộc phát ra. Hứa Thanh nhìn ngón tay phía đông, lực lượng độc cấm ầm ầm mà ra, nơi ánh mắt nhìn đến, ngón tay khổng lồ chấn động mạnh một cái, màu đen như bệnh nấm ngoài da, nhanh chóng lan tràn bốc lên trên ngón tay đó. Dù cho sinh cơ trong đó nồng đậm như thế nào, nhưng dưới độc cấm, đều như băng tuyết gặp phải nước sôi, nhanh chóng tan rã. Vẫn chưa kết thúc, ánh mắt của Hứa Thanh lần nữa dịch chuyển khỏi, nhìn ngón tay phía bắc đại biểu tử vong. Độc cấm, tương tự đại biểu tử vong. Trong chớp mắt, ngón tay phía bắc chấn động, độc cấm như cá gặp nước bốc lên ở bên trong, mà hai ngón tay,
bị ảnh hưởng, dưới hồn ti nhúc nhích, rốt cuộc thân thể của Hứa Thanh cũng đã đột phá được ràng buộc, lần nữa có được tự do. Hắn không chút do dự, ngay khi thân thể có thể cử động lập tức giơ tay phải lên, nhấn một cái lên bầu trời. Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo nổ vang mà ra. Ba ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, từ trên trời rơi xuống, chợt phủ xuống chỗ ngón tay mùa hè. Cùng lúc đó, ý niệm trong đầu Hứa Thanh khẽ động, trường thương màu đen nơi xa thay đổi phương hướng, kéo lê một đạo vết tích thật dài trên màn trời, đâm thẳng tới ngón tay phía nam đại biểu phồn vinh. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng đều diễn ra với tốc độ ánh sáng. Sau một khắc, độc cấm, yêu sơn, trường thương, đồng loạt nổ vang, âm thanh giao hòa cùng một chỗ, hóa thành tiếng vang to lớn giống như khai thiên tích địa, như thiên địa gầm giống, hư vô nổ tung. Ngón tay phía đông tan vỡ, ngón tay phía nam toái diệt, ngón tay phía tây phá toái, ngón tay phía bắc thành tro. Ánh sáng của cửu tinh phía trên bầu trời cũng đều ảm đạm một chút, không còn khiến người khác chú ý như trước nữa, mà ánh sáng giao hòa cùng quần tinh giống như đang tiêu tán. Thân ảnh Hứa Thanh cũng xông ra từ trong bốn ngón tay toái diệt, thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Nhưng thần thông bị diệt, trên mặt của Minh Nam Thế Tử lại không hề xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, mà lộ ra một tia cười âm lãnh, nhẹ giọng mở miệng: "Nhớ kỹ chưa?" Dĩ nhiên câu này không phải đang hỏi Hứa Thanh, vì vậy lập tức có vô số âm thanh đáp lại, từ bầu trời, từ đại địa, từ hư vô, từ mây mù, từ toàn bộ vị trí trong phiến khu vực này truyền đến. "Nhớ kỹ rồi." Ba chữ do vô số giọng nói khác biệt tạo thành, bên trong có nam nữ già trẻ, có hùng hậu và bén nhọn, có khóc lóc có cười, có gào thét cùng lẩm bẩm. Tất cả đều nói ra ba chữ nọ. Cuối cùng, chín ngôi sao ảm đạm trên bầu trời bỗng nhiên di động, hợp thành một vòng tròn, sau khi tinh quang kết nối với nhau, hóa thành một cái hắc động, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ra từ bên trong. Đây không phải là lực lượng đến từ tu sĩ, mà hiện ra nồng đậm khí tức thần linh, càng ẩn chứa vô tận dị chất, đã vượt qua cấm khu, vượt qua cấm địa. Tập trung vào Hứa Thanh, thân ảnh của Hứa Thanh dừng lại, hắn có dự cảm không thể tiếp tục đi về phía trước, vì vậy chợt ngẩng đầu, nhìn tới hắc động cửu tinh đang khóa chặt chính mình. Hắn đã từng cảm thụ qua cùng loại khí tức, đó là thần vực. Hầu như ngay khi Hứa Thanh cảm giác, bên trong hắc động cửu tinh từ bầu trời hạ xuống một vật. Đó là một tờ giấy vàng, một tờ tiền dành cho người chết. Giấy vàng tung bay rơi xuống, nhìn như chậm chạp nhưng thực tế càng lúc càng lớn, hiển nhiên tốc độ kinh người, mà càng thêm quỷ dị là trên mặt giấy vàng đang nhanh chóng phác họa ra một khuôn mặt. Gương mặt đó chính là Hứa Thanh. Xa xa, đại hoàng tử thấy một màn như vậy, lo lắng càng thêm kịch liệt. Lúc trước gã đã thất bại dưới một chiêu này. Sau khi thua, gã mới biết được tờ giấy vàng đó là phụ thân của Minh Nam Thế Tử ban tặng. Vật đó không phải đến từ vọng cổ, mà đến từ một cái thần vực tràn đầy quỷ dị và tử vong. Di tinh hoán đấu cửu tinh chấn sát chỉ là biểu tượng, sát thương của thuật đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là mượn nhờ sát thương để có thể vẽ thần hồn của địch nhân. Phối hợp với tờ giấy vàng nọ, có thể khiến thần hồn bị những giọng nói quỷ dị dùng phương pháp đặc thù phác họa ra, để cho mảnh thần vực nọ nhớ kỹ bộ dạng của Hứa Thanh, tiến tới đốt cháy phong hồn. Chương 1914, cảm tạ 2. Đại hoàng tử muốn vùng vẫy nhắc nhở nhưng không làm được, mà giấy vàng bay nhanh hạ xuống giữa không trung, bây giờ đã bắt đầu đốt cháy. Giống như là làm tế tự vong hồn và đốt cháy tiền giấy cho kẻ sống vậy, tờ tiền giấy màu vàng nhanh chóng bị tế tự. Một cỗ lực lượng lôi kéo cực lớn, theo tiền giấy đốt cháy, tản mát ra từ bên trong hắc động cửu tinh, bao phủ trên người Hứa Thanh, hiệu dụng trong thần hồn của hắn. Trong chốc lát, thân hình Hứa Thanh ở giữa không trung dừng lại, đã mất đi cảm giác đối với thân thể. Trên người của hắn xuất hiện hư ảnh trùng lập, thần hồn tung bay ở bên trong, bị lực hút kéo tới, như muốn bay lên trên không. Càng có từng sợi xích sắt hư ảo từ bên trong hắc động trên bầu trời bỗng nhiên rủ xuống, rơi tới trên thần hồn của Hứa Thanh, ràng buộc và kéo thần hồn của hắn lên. Thần hồn của Hứa Thanh toàn lực vùng vẫy, nhưng xích sắt càng dần càng nhiều, dập dạp vô số mấy trăm sợi, khiến cho thần hồn của hắn dần dần bị lôi ra khỏi thân thể. Chẳng qua chỉ là như vậy, Minh Nam Thế Tử đứng giữa không trung, nhìn qua một màn trước mặt, nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng đánh cùng ngươi một trận, để cho ta học được một chuyện, đó chính là không nên để cho đối phương có bất luận khả năng lật bàn nào. Cho nên dù là thần hồn của ngươi đã mất đi năng lực nghịch chuyển, nhưng ta vẫn sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Mà cấm binh,
Ta cũng có. Trong mắt của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia ánh sáng yêu dị, gã ta hít sâu một hơi. Sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nhanh chóng giơ lên bấm niệm pháp quyết trong mảnh huyết vụ. Theo ấn quyết tinh thần, huyết vụ bốc lên cuốn ra phía ngoài, trong đó xuất hiện một màn cảnh tượng hư ảo, trong tấm hình tựa hồ là một biển máu, có 36 vòng xoáy thật lớn nổ vang ở bên trong. Cẩn thận nhìn, có thể thấy bên trong 36 vòng xoáy thình lình tồn tại 36 thanh binh khí. Mỗi một thanh đều tản mát ra khí tức cấm kỵ tương tự cùng trường thương màu đen. Chúng nó chính là binh khí cấm kỵ bị phong ấn ở trong công pháp hoàng cấp tam thập lục tiên cương. Giờ phút này, theo Minh Nam Thế Tử dùng ấn quyết gia trì, bên trong 36 thanh cấm binh, có 3 thanh thình lình ầm ầm dựng lên, xuyên thấu phong ấn. Một thanh là tam xoa kích, tràn ra thần uy kinh, khủng, khí thế ngập trời. Một thanh là trường đao màu đen, lưỡi đao lạnh lùng hung ác chấn nhiếp hết thảy. Một thanh là chiến phủ huyết sắc, vô số vong hồn vờn quanh trên lưỡi búa, nhìn thấy mà giật mình. Vì giết Hứa Thanh, Minh Nam Thế Tử đã thể hiện ra lực lượng cực hạn của bất luận thần thông nào, mà ba thanh cấm binh này cũng chính là như vậy. Giờ phút này theo tay phải của gã ta kéo một cái, ba thanh cấm binh trực tiếp liền lao ra từ trong tấm hình hư ảo. Từ hư biến thực, cho đến một khắc hiện ra ở trước người Minh Nam, lực lượng cấm kỵ động trời dựng lên, vốn nên có thiên đạo ngăn trở, nhưng nơi đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bản thân Viêm Nguyệt cũng có thiên đạo bị bọn họ trấn áp, tạo thành quấy nhiễu đối với việc này. Cho nên, tuy có sấm rền vang vọng, nhưng lại không có sấm sét hạ xuống. Một cái chớp mắt hạ xuống, theo sát ý trong mắt của Minh Nam Thế Tử bộc phát, giờ phút này ba thanh cấm binh kinh khủng bỗng nhiên đi về phía Hứa Thanh đã có một nửa thần hồn rời khỏi thân thể. Không có bất kỳ trở ngại, cũng không có bất luận chống cự gì, chỉ có ánh sáng bảy màu hơi yếu giống như lập lòe vài cái ở bên trong. Sau đó, tam xoa kích đâm vào thần hồn Hứa Thanh, trường đao màu đen chạm trên cổ hắn, chiến phủ huyết sắc chẻ dọc vào ngực. Thần hồn tan vỡ, hóa thành quang điểm, rớt xuống đại địa. Đầu người bay lên, xoay tròn vài vòng, rơi vào nham thạch nóng chảy. Thân thể bị xé rách, vô số thịt nát tung bay từ phía. Nơi xa, vẻ mặt của đại hoàng tử trở lên vặn vẹo, trong mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy, tâm thần dâng lên vô tận bi ai. Đội trưởng hình như cũng bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ, không chút động đậy. Trên bầu trời, Minh Nam Thế Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng ít nhiều cũng có một chút thoải mái. Không ngờ ngoại trừ mấy vị nọ, đúng thật là không có người nào cùng thế hệ có thể tồn tại dưới một chiêu này của ta. Không thú vị. Minh Nam phất tay, cửu tinh trên bầu trời tiêu tán, bốn phía khôi phục như thường, gã ta giơ tay phải lên, đang muốn chảo một cái về chỗ Hứa Thanh rơi xuống. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của gã ta bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian mênh mông kinh người, bộc phát dựng lên từ bên trong những mảnh máu thịt và thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh. Không đợi gã ta xác định, một cái nhật quỹ to lớn mênh mông xuất hiện trên không trung, trong tiếng nổ vang, thiên địa biến sắc, quỹ châm chuyển động, thời gian, nghịch chuyển. Toàn bộ máu thịt rơi xuống, tất cả thần hồn, trong một cái chớp mắt cuốn ngược lại, từ đại địa, từ nham thạch nóng chảy, từ hư vô, cấp tốc bay trở về, thời gian nháy mắt, hội tụ lại với nhau, tạo thành thân thể hình thái thần linh cùng với thần hồn của Hứa Thanh. Hồn ti màu đỏ tung bay, xương cốt như thủy tinh lập lòe, thân hình dữ tợn tràn đầy mỹ cảm đặc biệt, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, như tượng thần giữa thế gian. Tia sáng lập, lòe, Hứa Thanh lông tóc không tổn hao gì. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đại hoàng tử nơi xa cũng sửng sốt một chút. Thần sắc của đội trưởng bên đó như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mà Minh Nam Thế Tử chợt rút lui vài bước, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, mở miệng nói ra từng chữ, pháp tắc thời gian. Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt tràn ra ánh sáng bảy màu, hai mắt bình tĩnh, nhìn về phía Minh Nam Thế Tử vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn, nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù có hơi khó, nhưng vẫn phải nói một tiếng cảm tạ. Trong lúc nói, Hứa Thanh giơ tay phải lên, chảo một cái tới hư vô. Một thanh trường đao màu đen tràn ngập hung ác, một thanh tam xoa kích thần uy kinh khủng, một thanh chiến phủ huyết sắc giết chóc vô tận, còn có trường thương màu đen đánh đâu thắng đó. Bốn thanh binh khí cấm kỵ lập tức đồng thời xuất hiện quanh Hứa Thanh. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1915, Hồi Thiên Phản Nhật 1.
Đại hoàng tử cùng với những nhân tộc xung quanh đứng từ xa nhìn một màn này, tâm thần từng người chấn động, trong mắt lộ ra cảm giác khó có thể tin. Thật sự là tình huống phát sinh ở trên người Hứa Thanh đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn họ. Loại pháp tắc thời gian nghịch chuyển sinh tử đó vốn đã kỳ dị kinh người, lại càng không cần phải nói tới sau khi Hứa Thanh trở về, còn phất tay triệu hồi cấm binh. Mà ba thanh trong đó, rõ ràng là của Minh Nam Thế Tử thi triển ra lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, những gì Hứa Thanh thể hiện ra khiến trong đầu tất cả mọi người không khỏi nổi lên hai chữ. Yêu nghiệt, chỉ có yêu nghiệt mới có được loại ngộ tính kinh khủng như thế. Dẫu sao, coi như là chiêu Hà Quang, trong nhận thức truyền thống cũng không có kinh khủng như vậy. Đây là Hứa Thanh kết hợp với ý cảnh thần linh của bản thân. Cùng với nhiều lần bản thân cảm ngộ đào móc, cuối cùng thúc đẩy đến một trình độ không thể tưởng tượng, trước đó chưa từng có. Lúc ở trong Tế Nguyệt Đại Lục, Thế Tử và Tam Nãi Nãi đều đã bị hắn làm chấn động tâm thần, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Cho nên giờ khắc này, đáy lòng của vị tiểu vương gia Minh Nam nọ đã xuất hiện gợn sóng ngập trời, còn có vô số tiếng sấm rền không ngừng nổ vang trong tâm thần. Âm âm trầm đục, khiến cho hô hấp của gã ta dồn dập, thân thể theo bản năng lùi lại. Khó có thể tin nhìn tới cấm binh bên cạnh Hứa Thanh, đồng thời cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong lòng của mình, ý đồ lấy lại bình tĩnh. Ngươi, gã ta căn bản không cách nào nói hết câu. Bởi vì một cái chớp mắt tiếp theo, một đạo chấn động càng lớn hơn, triệt triệt để oanh động bát phương, oanh động tất cả mọi người, hiện ra từ chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay phải lên, trong nháy mắt, bầu trời bình tĩnh truyền đến tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa. Tiếng động giống như là thần linh đang gầm giống, vang vọng, thế gian, đồng thời trong tinh không ngoài mây mù, quần tinh ảm đạm. Chỉ có 9 viên tinh thần rực rỡ dựng lên ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh quang tung bay, dưới màn trời thế mà lại tạo thành 4 ngón tay mênh mông, bao phủ đại địa, bao trùm Minh Nam Thế Tử. Chính là di tinh hoàn đấu, cửu tinh chấn giết trong tam thập lục tiên cương mà Minh Nam Thế Tử thi triển. Không thể nào, Minh Nam không cách nào khống chế thất thố, thần sắc đại biến. Công pháp hoàng cấp, dưới tình huống không có đạo chủng, không thể nào bị học được. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, hít sâu vào một hơi. Thiên địa ầm ầm, lực lượng vô tận cuốn vào trong miệng Hứa Thanh, thậm chí bốn phía còn tạo thành từng đạo vòng xoáy thật lớn, từ đó có thể thấy được hấp lực mạnh bao nhiêu. Mà theo lực lượng từ bát phương tràn vào, lực lượng thân thể của Hứa Thanh cũng trực tiếp tăng vọt, liên tục 17 lần. Sau nhiều lần bộc phát, cuối cùng, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, một cỗ uy thế kinh khủng làm cho tâm thần người khác phải run rẩy, dâng lên từ trên người Hứa Thanh. Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử âm trầm, nhìn chằm chằm tới Hứa Thanh. Thứ ngươi thể hiện ra, không phải công pháp hoàng cấp chân chính, cơ bản là đang mô phỏng, chỉ có hình, không thấu đáo cốt tủy. Nhưng trận chiến này đã không có ý nghĩa. Trong lúc nói, Minh Nam Thế Tử không chút do dự, quay đầu bay nhanh đi xa. Gã ta không muốn đánh, mặc dù gã ta còn có rất nhiều thủ đoạn và đòn sát thủ, nhưng gã ta có một loại dự cảm. Nếu như cứ tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ toàn bộ đòn sát thủ của mình đều không thể chém giết được đối phương. Mặc dù bản thân cũng có loại thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử, nhưng bản năng của gã ta không muốn hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Đó là một loại cảm giác trợ ngược cho kẻ địch rất chán ghét. Cho nên gã ta dùng tốc độ cực nhanh, chốc lát đã bay đến chân trời, mắt thấy muốn rời khỏi. Hứa Thanh nhìn qua, giơ tay phải lên, vung về phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Sự tình sinh tử, làm sao có thể do ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Một khắc lời này truyền ra, bốn ngón tay trên bầu trời bỗng nhiên nhấn xuống, lao thẳng đến phía Minh Nam Thế Tử, Đông Tây Nam Bắc, Xuân Hạ Thu Đông, đồng loạt phủ xuống. Phong, định hồn, phong ấn khả năng chạy trốn cùng truyền tống của đối phương. Càng có bốn đạo cầu vồng đại biểu tử vong, gào thét hiện ra từ bên cạnh Hứa Thanh, phá vỡ bầu trời, tạo thành vết tích trên không, cấp tốc tới gần Minh Nam Thế Tử. Vẫn chưa kết thúc, bây giờ Hứa Thanh mới triển khai toàn diện phản kích, bầu trời mơ hồ, mây mù chấn động, một tòa lao ngục cực lớn bao trùm cả ngàn dặm xuất hiện trên màn trời. Bỗng nhiên phủ xuống dưới đại địa, có thể nhìn thấy từng dãy phòng giam bên trong lao ngục, trong đó giam giữ không ít phạm nhân, có mờ mịt, có cười ngây ngô và kêu rên, có thút thít nỉ non. Vẻ muôn màu của chúng sinh hoàn toàn được hiển lộ ra ở trong đó. 8. Cái đầu thì phát ra tiếng kêu kỳ quái, ngón tay thần linh cũng trở mình, hung hăng va chạm. Lực lượng phong ấn của nhà tù 132 khu đinh lập tức tăng vọt,
cấp tốc hạ xuống đại địa. Nếu không có bốn ngón tay Đông Nam Tây Bắc phong ấn, Minh Nam Thế Tử muốn chạy vẫn là có thể. Dẫu sao nhà tù 132 khu đinh phủ xuống cũng cần có thời gian, đây cũng là một trong sơ hở không nhiều lắm của nó. Nhưng hiện giờ, Minh Nam Thế Tử không làm được. Theo bốn ngón tay phong ấn, mặc dù dưới sự phản kích của gã ta bắt đầu tan vỡ, nhưng vẫn bị làm chậm trễ thời gian, nháy mắt tiếp theo, thiên địa tối sầm lại. Nhà tù 132 khu đinh đã hạ xuống nhân gian. Ầm, bao phủ ngàn dặm, che phủ bát phương, bao trùm Minh Nam Thế Tử. Ngay sau đó, vận rủi bắt đầu lan tràn, quên lãng bắt đầu sinh sôi, bốn thanh cấm binh giao thoa mà đến, Minh Nam Thế Tử hô hấp dồn dập. Gã ta cảm nhận được chỗ kinh khủng của tòa lao ngục này, vì vậy lập tức bấm niệm pháp quyết phản kích, thân thể cấp tốc rút lui, ý đồ phá vỡ lao ra. Bốn thanh cấm binh truy kích phía sau, mỗi một lần hạ xuống đều phát ra lực lượng diệt sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ tung vang vọng, khó phân thắng bại. Ngay sau đó, vô số âm thanh truyền ra từ trong phòng giam, chỗ đám cái đầu là bén nhọn nhất. Có đào phạm muốn vượt ngục, phá hư đoàn viên. Tất cả phòng giam lập tức mở ra, từng đạo thân ảnh trong đó lần lượt lao ra, trên người xuất hiện ác ý và tham lam, đánh tới phía Minh Nam Thế Tử. Chương 1916, Hồi Thiên Phản Nhật, 2. Càng kinh người hơn chính là lồng giam của nhà tù 132 khu đinh lại bắt đầu co rút lại, hình thành lực lượng nghiền ép, khiến cho Minh Nam Thế Tử ở bên trong càng dần càng khó khăn hơn. Mà vận rủi bộc phát toàn diện, quên lãng càng lúc càng nồng đậm, ảnh hưởng của chúng nó cũng bắt đầu phát tác. Đồng thời, thân ảnh của Hứa Thanh chớp mắt xuất hiện ở bên trong nhà tù 132 khu đinh, ngay ở phía trước Minh Nam Thế Tử, lực lượng thân thể kinh khủng hóa thành một trường kinh tâm động phách, đập xuống. Trong âm thanh ầm ầm, Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, thân thể vừa dừng lại, bốn thanh cấm binh phía sau đã cấp tốc đuổi tới, gã ta vừa muốn triển khai thần thông phản kích. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, thần thông vốn nên thuận lợi lại xuất hiện đình trệ, dù rất nhanh đã khôi phục, nhưng vào thời khắc mấu chốt như bây giờ, đã chậm một bước. Trường thương màu đen với tốc độ siêu việt tia chớp, trực tiếp từ phía sau lưng đâm vào, xuyên thấu mà qua, hình thành lỗ hổng. Minh Nam Thế Tử kêu lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, dưới tiếng gầm nhẹ, toàn thân gã lóe lên hắc quang lóng lánh, hình thành tổ hợp trận pháp phòng hộ trong tròn ngoài tam giác, dựa theo quy luật nhất định giao thoa chuyển động, ngăn cản ba thanh cấm binh còn lại. Nhưng không ngăn được một quyền cấp tốc đập đến của Hứa Thanh. Một quyền hạ xuống, hắc quang tan vỡ, Minh Nam Thế Tử lần nữa phun ra máu tươi, muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng trong mắt bỗng xuất hiện một tia mờ mịt. Quên lãng, phát tác. Tam xoa kích lao nhanh đến, đâm vào phần bụng của Minh Nam Thế Tử, xuyên thấu mà qua. Trường đao màu đen quét ngang tới gần, lưỡi đao sáng lóng lánh, chảm đoạn phần eo. Thân thể của Minh Nam Thế Tử nháy mắt một phân thành hai, chiến phủ huyết sắc tới gần, hung hăng chảm xuống. Đau đớn kịch liệt cùng với nguy cơ sinh tử khiến cho vẻ mặt của Minh Nam Thế Tử lập tức khôi phục. Nguy cơ ngay ở trước mắt, gã cưỡng ép tránh đi chiến phủ bổ về phía mi tâm, khiến cho chiến phủ chém rụng bờ vai bên phải. Oanh một tiếng, trực tiếp đoạn một nửa phần người trên, hoàn toàn cắt đứt. Máu tươi phun ra, trong miệng Minh Nam Thế Tử phát ra tiếng kêu rên, cấp tốc khống chế thân hình rút lui, muốn bấm niệm pháp quyết. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông gào thét tới gần, trực tiếp đâm vào mi tâm của gã ta. Đồng thời còn kèm theo lực đạo cực lớn kéo thân thể của Minh Nam Thế Tử bay về phía sau. Sau một khắc, thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Minh Nam Thế Tử, trong mắt lóe lên sát cơ. Giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện ở trong tay, hung hăng cắt qua cổ của Minh Nam Thế Tử. Đầu lâu, bay lên. Một phen đánh giết nước chảy mây trôi, không có chút kéo dài nào, nhanh như sấm sét, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp thuần sát. Mà thói quen của Hứa Thanh khiến cho hắn lập tức theo bản năng phất tay, lực lượng độc cấm tràn ra, bao phủ hài cốt của Minh Nam Thế Tử, nhanh chóng ăn mòn. Lúc này nhà tù 132 khu đinh cũng đình chỉ co rút lại, tất cả phạm nhân trong đó đều phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng mà sắc mặt của Hứa Thanh lại trầm xuống. Trong phòng giam của nhà tù 132 khu đinh không xuất hiện hồn của Minh Nam Thế Tử. Điều này nói rõ, đối phương không chết. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên lạnh lẽo, từng sợi khói xanh đột nhiên xuất hiện ở địa phương Minh Nam Thế Tử chết lúc trước. Nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, nương theo một âm thanh vang vọng, thân hình của Minh Nam Thế Tử lại trực tiếp hình thành, Hồi Thiên Phản Nhật.
Một cỗ lực lượng dồi dào bốc lên ở trên người Minh Nam Thế Tử, nó không có liên quan gì với không gian và thời gian, càng giống như là một loại chúc phúc hơn. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, quan sát vô cùng cẩn thận. Mà dưới lực lượng chúc phúc đó, nhà tù 132 khu đinh cũng xuất hiện rung động lắc lư. Giờ phút này hai mắt của Minh Nam Thế Tử bỗng nhiên mở ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra sát ý nhìn về phía Hứa Thanh. Đạo nghịch chuyển sinh tử thì ta cũng biết, chẳng qua ta không muốn tiếp tục đánh với ngươi nữa mà thôi, nếu như ngươi đã muốn chết. Thật sự cho rằng ta không biết đối phó với ngươi thế nào hay sao? Trong lúc nói, Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đồng tiền màu đen, xoay người và nhấn một cái xuống mặt đất. Bởi cái nhấn đó, mặt đất của nhà tù 132 khu đinh chấn động, lấy Minh Nam Thế Tử làm trung tâm, một mảnh trận pháp màu xanh lập tức tràn ngập về bốn phía. Trung gian của trận hình tròn, tầng ngoài là tam giác, tầng ngoài cùng là hình tròn, chuyển động lẫn nhau, tràn ra âm thanh nổ vang, đồng thời cũng giống như một mặt la bàn đặc thù. Bên trong tràn ngập rất nhiều phù văn, giờ phút này riêng phần mình lập lòe quang mang kim sắc, có 6 đạo phù văn dựng lên trên không, càng lúc càng lớn. Bộ dạng của chúng nó khác biệt, xem ra giống như là mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Một khắc xuất hiện lập tức tách riêng bao phủ bát phương, hư vô vặn vẹo xuất hiện thạch môn màu đen, tràn ra cảm giác tăng thương muôn đời, đồng thời cũng có âm phong ẩn chứa tử vong thổi tới. Phù giáp có 6 tấm, cửa lại là 7 mặt. Một mặt cửa sau cùng xuất hiện ở sau lưng Minh Nam Thế Tử, khác biệt cùng với 6 mặt cửa trước, mặt cửa thứ 7 không tràn ra tử vong, mà là sinh cơ. Nhân tộc, nếu như ngươi đã muốn chết, vậy cùng nhìn xem pháp tắc thời gian của ngươi có thể nghịch chuyển cấm thuật của ta hay không. Lục giáp thất môn cấm. Giọng nói vang vọng dung nhập vào gió lạnh, trong nháy mắt tiếp theo, lục giáp chuyển động, cánh cửa sừng sững phía sau mở ra, bên trong dường như có âm thanh đến từ âm minh đang hô hoán. Kêu gọi Hứa Thanh, càng là trong tiếng hô hoán, trên 6 cánh cửa, riêng phần mình nổi lên thân ảnh mơ hồ của Hứa Thanh, đang bị đại môn thôn phệ. Lục giáp chuyển động càng nhanh, mức thôn phệ lại càng nhanh. Thân thể của Hứa Thanh chấn động, truyền ra âm thanh ken két, trên người xuất hiện 6 đạo vết tích dài, xâm nhập linh hồn và bắt đầu xé rách. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nheo mắt lại sau đó lập tức ngồi xuống, giơ tay phải lên điểm một cái vào 3 tấc không trung phía trên mi tâm. Rất nhiều hoa văn nhanh chóng hình thành trên mi tâm, dập dạp vô số mạch máu hợp thành một mặt quỷ dữ tợn thê lương. Mặt quỷ vừa hiển lộ, gió lạnh nổi lên từng trận. Nó giống như một ngọn đèn vậy, tung bay nhen nhóm bên trong gió lạnh. Chính là thất đăng u hỏa chú, lấy chú thuật, chấn cấm thuật. Xem ai, chết trước, lại xem, ai không chịu nổi trước. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1917, chú thuật, cấm thuật, thần thuật, 1. Không thể không nói, Minh Nam Thế Tử thân là thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chiến lực đúng là rất kinh người. Nếu như đổi thành những người cùng thế hệ khác, sợ là khó có thể chống cự được ở trước mặt gã ta. Bởi vì thân thể là ưu thế của Minh Nam Thế Tử. Pháp thuật càng là vô cùng quỷ dị và sắc bén. Nhất là chúc phúc hồi thiên phản nhật lại có hiệu quả tương tự cùng với pháp tắc thời gian của Hứa Thanh, đều là thuật không chết trong trình độ nhất định. Đối thủ như vậy rất khó bị tiêu diệt. Đồng dạng, như thế cũng kích phát chiến ý của Hứa Thanh, giờ phút này hắn khoanh chân đả tọa, từ xa nhìn lại, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Tiếp theo ngón tay của Hứa Thanh vòng một cái, điểm xuống bờ vai bên trái. Chỗ đó bỗng xuất hiện chiếc quỷ đăng nhỏ thứ hai. U hỏa lay động, ngón tay của Hứa Thanh nhanh chóng di chuyển, điểm tới bờ vai khác cùng với đan điền và hai chân, nơi cuối cùng hạ xuống là trái tim. Sau một khắc, toàn bộ 7 chiếc quỷ đăng nhỏ được đốt lên. Trong lúc thiêu đốt, bên trong ngọn lửa lại hiện ra thân ảnh của Minh Nam Thế Tử. Cảm giác nguyền rủa cũng theo đó bộc phát. Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử càng thêm khó coi, gã ta cảm nhận được sự khó chơi của Hứa Thanh. Đây cũng là điều mà gã ta đã sớm đoán được từ trước. Gã ta không muốn đối mặt nhất, chính là hạng người giống như mình, có thể khôi phục bản thân, đồng thời có pháp thuật quỷ dị. Nhất là một điều khiến cho gã ta lo lắng nhất, đó là nếu như tất cả pháp thuật của mình đều bị đối phương học được, vậy nếu cứ tiếp tục đánh, mình sẽ cực kỳ bất lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy gã ta không muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, cần phải chiến, vì vậy gã ta hung hăng nghiến răng,
Nhìn ra dụng ý của tên nhân tộc trước mắt, đó là muốn cược cùng mình xem ai có thể chống chịu được lâu nhất. Chuẩn xác mà nói là xem số lần khôi phục của ai nhiều hơn. Hoặc là ai tìm được sơ hở trong thuật khôi phục của đối phương. Minh Nam Thế Tử bất chấp tất cả, trong mắt tràn ngập tơ máu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Sinh môn phía sau truyền tới rất nhiều sinh cơ, dung nhập vào trong cơ thể, đồng thời la bàn dưới thân cũng cấp tốc chuyển động. Lục giáp giữa không trung cũng giống như thế, hư ảnh Hứa Thanh ở trên tử môn nhanh chóng mơ hồ, bị tử môn thôn phệ. Toàn thân Hứa Thanh truyền tới đau nhức kịch liệt, cùng với một loại cảm giác nguy cơ sinh tử bị chia năm xẻ bảy. Nhưng Hứa Thanh từ nhỏ đã có đủ sự hung ác, hắn lạnh lùng nhìn Minh Nam Thế Tử, bảy ngọn đèn thiêu đốt trên thân thể có một chiếc tắt đi. Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, nghiến răng, tăng tốc chuyển động. Toàn thân Hứa Thanh run lên, dập tắt ngọn đèn nhỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thân thể Minh Nam Thế Tử chấn động, toàn thân mục nát nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm hơn. Trong lúc oanh oanh, hư ảnh mơ hồ của Hứa Thanh trên sáu cánh cửa đã tiêu tán ba đạo. Thân thể của Hứa Thanh giặc giặc một tiếng, bắt đầu đứt gãy. Nhưng đứt gãy không hề ảnh hưởng đến việc dập tắt quỷ đăng. Trong chớp mắt, ngọn quỷ đăng thứ năm, thứ sáu cho đến thứ bảy đồng loạt dập tắt. Một khắc dập tắt cũng là lúc thân ảnh mơ hồ của hắn ở trên sáu cánh cửa biến mất. Thân thể của Hứa Thanh oanh một tiếng, hoàn toàn chia năm xẻ bảy, cả thân thể lẫn thần hồn đều tan vỡ. Mà Minh Nam Thế Tử cũng là như thế, dưới bảy quỷ đăng nguyền rủa, dù là sinh môn phía sau truyền sinh cơ tới, nhưng vẫn không cách nào thừa nhận, thân thể héo rũ, tóc rụng xuống, sinh cơ toái diệt, thân thể trực tiếp hỏa, tan, hình thần câu diệt. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong nhà tù 132 khu đinh, có thể thấy được lực lượng chúc phúc lại bộc phát, cũng có thể thấy hư ảnh nhật quỹ hình thành, quỹ châm chuyển động. Ngay sau đó, thân hình của Minh Nam Thế Tử lại hình thành. Thân thể cùng với thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh cuốn ngược lại, nhanh chóng dung hợp, lông tóc không tổn hao gì. Hai người đồng thời mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Đáng chết. Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, đang muốn tiếp tục nhấn một phát về phía đồng tiền rơi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một bóng đen khẽ nhảy lên ở bên cạnh, một khắc trước khi bàn tay của Minh Nam Thế Tử hạ xuống, nó đã bao phủ lên trên đồng tiền bằng. Trong lúc nổ vang, hình như có tiếng kêu rên truyền ra, bóng đen tiêu tán, đồng tiền bằng bị nó bao phủ cũng tan biến vô tung. Lúc xuất hiện đã ở trong tay của Hứa Thanh. Chẳng qua một khắc đụng chạm tới, một cảm giác thiêu cháy mãnh liệt hiện ra, bàn tay của Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu hòa tan, vật này tạm thời hắn không thể sử dụng. Vì vậy Hứa Thanh phất tay một cái, ném nó xuống bóng đen trên đất. Bóng đen nọ chính là Tiểu Ảnh. Nguyên bản nó đang ngủ say, nhưng vừa rồi đã bị Hứa Thanh cưỡng ép đánh thức. Thừa dịp Minh Nam đang khôi phục bay nhanh tới gần, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, thành công chụp đồng tiền đi. Nhưng mà nó cũng phải bỏ ra đại giới rất lớn, bây giờ rất là ảm đạm. Đây không phải là vật ngươi có thể dùng. Minh Nam Thế Tử nhìn chằm chằm tới Hứa Thanh, một khắc lời nói truyền ra, Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng có một cấm thuật tất sát. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay lên màn trời, bầu trời của nhà tù 132 khu đinh lập tức biến sắc. Thiên đạo thương long gào thét bay đến, che phủ bầu trời, hóa thành một thân đao vô cùng khổng lồ. Thần chớ độc cấm lan tràn theo sau, chảy xuôi ở biên giới thiên đao, trở thành lưỡi đao. Càng có chiêu hà quang, lập lòe bát phương, hình thành đao mang. Đao này vừa ra, nhà tù 132 khu đinh rung động lắc lư, nhanh chóng biến đổi hình dạng, phối hợp với thanh đao biến thành khung hẹp dài, như là một đạo rãnh áp đao. Con ngươi của Minh Nam Thế Tử co rút lại. Gã ta cảm nhận được khí tức kinh khủng cùng với cảm giác năm tháng cổ xưa đến từ trên thanh đao này. Quan trọng nhất là, gã ta cảm thấy trên thanh đao đó có dấu vết từng chém giết qua thần linh. Hết thảy, khiến cho vẻ mặt của gã ta đại biến. Chương 1918, Chú thuật, Cấm thuật, Thần thuật 2. Đây là Minh Nam Thế Tử hít sâu, cảm giác nguy hiểm lan tràn bên trong mỗi một tấc máu thịt toàn thân. Gã ta không chút do dự, giơ hai tay lên điểm một ngón vào mi tâm và một ngón vào trái tim, đồng thời hút mạnh. Toàn thân của gã ta lập tức bắt đầu héo rũ, thậm chí trong lúc mơ hồ, dường như ngay cả căn cơ cũng đều rung chuyển, hiển nhiên. Đối với gã ta mà nói, lần này triển khai thuật đối kháng cũng là quá tải. Chú thuật, đinh đầu, thất tiễn. Minh Nam Thế Tử liên tiếp phun ra bảy ngụm máu tươi màu đen, mỗi một ngụm máu đen phun ra,
thân thể lại càng héo rũ, cuối cùng cả người gã ta giống như là một bộ hài cốt. Mà bảy ngụm máu đen phun ra cũng hóa thành bảy đạo mũi tên máu tươi, mỗi một mũi đều có nguyền rủa hẳn phải chết, tản mát ra khí tức kinh khủng, bắt đầu xúc thế nhắm về phía Hứa Thanh. Để tránh cho chưa đủ, Minh Nam Thế Tử dứt khoát tiếp tục phun máu tươi, gia trì thêm cho bảy mũi tên. Hứa Thanh không quan tâm, giọng nói lạnh như băng vang vọng. Kim ô là nối, tử nguyệt là ấn. Kim ô bay lượn, tử nguyệt hóa thành đường vân, thần tàng thúc dục, thành tựu nhất thể. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ xúc tác. Năm ngọn nhật quỹ hình thành từ sau lưng Hứa Thanh, lửa của mệnh đăng dung chuyển trời cao, quỹ châm ở trên nhanh chóng chuyển động, khí tức năm tháng bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả đều chỉ đến canh ba buổi trưa, nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chạm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn qua Minh Nam Thế Tử, chạm xuống một đao. Thiên đao từ trên trời rơi xuống, giống như một màn sân khấu cực lớn, lại như sơn mạch, khiến cho bầu trời bị che đậy, đại địa lay động. Cùng lúc đó, Minh Nam Thế Tử cũng hét lớn một tiếng, bảy mũi tên không ngừng được ra chỉ trước mặt bỗng nhiên bành trướng, to lớn vô cùng, cấp tốc lao tới thiên đao hạ xuống. Nháy mắt tiếp theo, chạm thần đao và bảy mũi tên va chạm với nhau. Thiên địa ầm ầm, bên trong nhà tù 132 khu đinh giấy lên phong bạo, bảy mũi tên bộc phát, không ngừng muốn đối kháng, nhưng không có tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một chút, sau đó từng đạo tan vỡ. Thần uy vô tận, áp đao hạ xuống lại không hề gặp phải ngăn cản, giống như cắt đứt hư không, toái diệt hư vô, chém xuống đỉnh đầu Minh Nam Thế Tử. Oanh một tiếng, cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, dấy lên phong bạo và vô tận sát khí, khuếch tán ra hai bên. Ngay sau đó, hai tay của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lực lượng vận rủi của nhà tù 132 khu đinh bộc phát, ảnh hưởng tới đối phương hình thành chúc phúc. Quên lãng bao phủ, khiến nó quên lãng chúc phúc. Bản thân nghiền ép tới, gia trì toái diệt. Độc cấm cũng tùy theo phủ xuống, ăn mòn hết thảy, càng có nhật quỹ hiện ra, khóa chặt vào khu vực đó, phong tỏa thời không, ngăn cản đối phương chúc phúc khôi phục. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Lần này, Minh Nam Thế Tử không còn lập tức hoàn thành khôi phục giống như lúc trước, mà trọn vẹn sau hơn 10 hơi thở mới miễn cưỡng hình thành. Một nháy mắt tản ra, mặc dù thân thể lần nữa xuất hiện, nhưng trong chớp mắt, thiên đao lại chém xuống. Âm thanh oanh oanh vang lên, Minh Nam Thế Tử lần nữa hình thần câu diệt. Hai mắt Hứa Thanh lạnh lùng, thân thể đứng trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, các loại thần thông hạ xuống, sau trăm hơi thở, khi lực lượng chúc phúc một lần nữa xuất hiện, chớp mắt, thân thể Minh Nam Thế Tử hiển lộ ra. Toàn bộ thủ đoạn đã được triển khai ra sẵn từ trước đồng loạt bộc phát, bao phủ thân ảnh của Minh Nam Thế Tử vào bên trong. Lần nữa chém giết, để xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thanh vung vẩy hai tay, toàn bộ nhà tù 132 khu đinh lan tràn thần uy, gia trì phong ấn, lại hình thành thế tuyệt sát, khiến cho Minh Nam Thế Tử hoàn toàn lâm vào bị động. Càng có bốn ngón tay đông nam tây bắc, nhanh chóng hình thành, bốn thanh cấm binh gào thét xuyên thẳng qua, còn có lão tổ Kim Cương Tông ẩn nấp, thời khắc chuẩn bị đánh một kích chí mạng. Cứ như vậy, sau một canh giờ trôi qua, Minh Nam Thế Tử đã sống lại 13 lần, mỗi một lần đều là vừa xuất hiện đã bị Hứa Thanh tích lũy thủ đoạn bộc phát lập tức chém giết. Minh Nam Thế Tử đã từng thử sử dụng các loại phương thức đối kháng, nhưng đều không kịp. Và lại mỗi một lần thời gian chờ đợi cũng sẽ dài hơn so với lần trước đó. Một màn đó khiến mọi người quan sát bên ngoài nhao nhao chấn động. Bọn họ cảm nhận sự cường hãn cùng với đặc tính khó có thể chém giết của Minh Nam Thế Tử, đồng dạng. Cũng bởi vậy nhìn ra chỗ kinh khủng và tàn nhẫn của Hứa Thanh. Nhất là nhớ lại quá trình và chi tiết của một trận chiến này, hình như từ một khắc xuất thủ, tiết tấu đều được Hứa Thanh nắm chắc ở trong tay. Mặc kệ là học tập ngay từ đầu hay là điều chỉnh sau khi biết đối phương cũng có phương pháp không chết, tất cả đều do Hứa Thanh một mực nắm giữ chủ động. Mỗi một lần hắn chủ động xuất kích đều có mục đích. Chú pháp là vì tìm kiếm căn bản và sơ hở khâu chết của địch nhân, sát cấm đao là để sáng tạo ra cơ hội. Mà trong khi mọi người ở bên ngoài đều đang kinh hãi, bên trong nhà tù 132 khu đinh, theo khí tức chúc phúc một lần nữa hình thành. Theo thủ đoạn của Hứa Thanh đồng loạt bộc phát, một tiếng thần niệm kèm theo lo lắng, bộc phát ra từ bên trong khí tức chúc phúc. Thần thuật, nhật viêm trì mục. Sau khi cực kỳ bị động tử vong liên tiếp hơn 10 lần, vào lần này, hiển nhiên Minh Nam Thế Tử đã nhận ra mình còn cách tử vong chân chính không xa, thế nên đã liều mạng hết thảy.
tựa hồ là muốn bạo phát tất cả chúc phúc trong một lần duy nhất ra ngoài. Vì vậy theo giọng nói của gã ta vang vọng, lực lượng chúc phúc tăng vọt trước đó chưa từng có, trực tiếp dâng lên, xuyên thấu qua nhà tù 132 khu đinh, tràn đến phía trên màn trời bên ngoài. Màn trời nội vực thứ ba lập tức nổi lên gợn sóng lớn. Trong khoảnh khắc, một đạo khe hở cực lớn tràn ra ánh sáng màu vàng trên bầu trời. Đó là một con mắt vĩ đại, không phải đến từ tàn diện thần linh, mà là Nhật Viêm Thượng Thần. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1919, bỏ tôn nghiêm không đổi được hòa bình, 1. Quả nhiên là như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia quang mang, âm u, lúc trước hắn ra tay nhiều lần, sau đó nhìn Minh Nam Thế Tử phục sinh hết lần này tới lần khác, khiến hắn nghĩ tới cái đầu cùng với sư tử bằng đá. Thế nên hắn đã không ngừng nghiền ép, chính là muốn ép đối phương đến bước đường cùng, một lần bộc phát ra toàn bộ. Bởi vì, chúc phúc của thần linh chính là nguyên nhân mà Minh Nam Thế Tử có thể chết mà phục sinh. Từ trình độ nào đó mà nói, có phần tương tự cùng với tù nhân bên trong nhà tù 132 khu đinh, dưới sự ảnh hưởng của thần linh, có thể bất tử bất diệt. Mà muốn giết chết Minh Nam Thế Tử, nhất định phải phá được loại chúc phúc đó, Nhật Viêm Thượng Thần. Ngoài lồng giam của nhà tù 132 khu đinh, đại hoàng tử và nhóm nhân tộc xung quanh, thần sắc tất cả kịch biến, hô hấp dồn dập. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia chán ghét và bất thiện, nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm tới con mắt vĩ đại xuất hiện trên bầu trời. Bầu trời nứt ra một đạo khe hở vô cùng lớn, bên trong chiếu ra vô tận kim quang, từng đám chiếu vào mây mù, chiếu xuống vùng đất. Mây mù lập tức tan vỡ, không dám tồn tại. Nham thạch nóng chảy dưới mặt đất nháy mắt ngưng kết, không dám cuộn trào. Hết thảy quy tắc trực tiếp bị xóa đi, tất cả pháp tắc cũng hóa thành hư ảo. Trước mặt thần linh, không có quy tắc. Chỉ có con người lạnh lùng hiện ra trong khe hở trên bầu trời, trong kim quang không thể nhìn thẳng, không có chấn động cảm xúc, bình tĩnh, cao cao tại thượng. Dường như dưới ánh mắt đó, tất cả đều là bụi bặm. Nháy mắt, lực lượng dị chất lấp đầy thiên địa, thời gian và không gian cũng xuất hiện giao thoa, vô số sinh mệnh như đang hình thành. Lại trực tiếp ảm diệt, dường như hết thảy khả năng đều xuất hiện, nhưng lại ngay lập tức toái diệt. Vô thủy vô chung, không lên không xuống, mà bởi ánh mắt đó, cấm khu bắt đầu xuất hiện. Từng đám mây màu đỏ hừng hực ngưng kết xuất hiện từ bên trong nham thạch nóng chảy, trong lúc chập chờn hiện ra rất nhiều gương mặt lạ hoắc, phát ra tiếng khóc thống khổ, phạm vi không ngừng mở rộng. Càng có núi sông nhấp nhô ở bên trong, từ trên trình độ nhất định mà nói, lực lượng nơi đây đã gần như tương tự với tàn diện thần linh rồi. Chẳng qua là lúc tàn diện thần linh mở mắt nhìn, cấm khu nhất định sẽ xuất hiện. Đây là hiện tượng tự nhiên không thể nghịch chuyển. Mà bây giờ Nhật Viêm Thượng Thần ngóng nhìn, mặc dù cũng có xuất hiện hình thức ban đầu của cấm khu, nhưng lại không có căn cơ, giống như sau khi ánh mắt biến mất, tất cả cũng sẽ theo đó mà tản đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, khi ánh mắt của Nhật Viêm Thượng Thần hạ xuống, hết thảy bị rung động, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ. Thân thể của đám người đại hoàng tử xuất hiện dị hóa, trong người vang ra tiếng kêu rên, cảm giác đau khổ không cách nào khống chế xuất hiện trên mặt. Đội trưởng giống như đang cực lực kiềm chế, mặc kệ thân thể xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thân thể Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng, dưới ánh mắt của thần, linh xuất hiện vẻ mơ hồ, trong một cái chớp mắt, toàn bộ máu thịt trong người bỗng xuất hiện cảm giác muốn độc lập, như muốn tách ra khỏi cơ thể. Càng có rất nhiều thịt lồi mọc ra trên thân thể hình thái thần linh, lan tràn ra phía ngoài. Cũng ở dưới ánh mắt của thần linh, nhà tù 132 khu đinh tan rã, bị những đám mây màu đỏ quấn quanh. Ngón tay thần linh run rẩy, toàn bộ lồng giam nhanh chóng trở lên mơ hồ, hết thảy pháp thuật Hứa Thanh bố trí bốn phía dường như ngưng động thời gian, dừng lại giữa thiên địa. Mà cũng vào thời khắc ấy, rốt cuộc thân thể của Minh Nam Thế Tử đã lại hội tụ ra trong đó. Chẳng qua lần này mặc dù nhìn gã ta như thường, nhưng trên người đã không còn loại đặc tính không chết nữa, cũng không còn bộ dáng phi phàm. Vẻ mặt xuất hiện vặn vẹo, trong mắt có cảm giác sống sót sau tai nạn xen lẫn điên cuồng, nhìn chằm chằm Hứa Thanh đang xuất hiện dấu hiệu dị hóa. Trên người ta có chúc phúc của Nhật Viêm Thượng Thần, nhân tộc. Dưới ánh mắt của thần linh, ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hứa Thanh không để ý tới Minh Nam Thế Tử, cũng không để ý tới những thứ thịt lồi mọc ra trên người, cùng với cảm giác toàn bộ máu thịt trong cơ thể muốn độc lập.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn thể hội loại cảm giác này, tuy không nói đã quen, nhưng cũng biết chỉ cần tản đi đầu nguồn, như vậy nhờ vào độc cấm, nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút sinh cơ mà thôi. Vì vậy hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn con mắt vĩ đại trên bầu trời. Tuy rằng thần linh không thể nhìn thẳng, nhưng hai mắt của Hứa Thanh bỗng biến thành đen nhánh, độc cấm bao phủ ở bên trong, khiến cho hắn từ trên trình độ nhất định có thể ngóng nhìn. Mà trong lúc ngóng nhìn, Hứa Thanh hít sâu, lập tức giải trừ hình thái thần linh ở trên người, mấy trăm vạn hồn ti cấp tốc hội tụ ngoài thân thể, tạo thành thân hình mới. Thân hình đó là một tôn nê hồ ly, cao lớn kinh người, giống như đúc, không lệch chút nào, chính là Tinh Viêm Thượng Thần. Một khắc hình thành, Hứa Thanh giơ tay phải lên, lệnh bài nê hồ ly tặng cho được hắn giơ lên cao. Mà dưới ánh mắt của Nhật Viêm ảnh hưởng, tấm lệnh bài nọ chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tiếp theo bỗng tràn ra vô tận tinh quang, bao phủ bát phương, đồng thời chiếu vào trên người Hứa Thanh. Như là tinh hà chảy xuôi, những đám tinh quang bốn phía hóa thành hỏa diễm hồng nhạt bốc lên trên, tinh viêm dựng lên ngập trời. Thiên địa chấn động, tất cả nhánh mây màu đỏ đồng loạt im lặng, dị chất tràn ngập trên thế gian lẫn vào lực lượng tinh viêm, hết thảy xuất hiện đối kháng. Hình như có tiếng sấm nổ tung vang vọng từ trong hư vô. Minh Nam Thế Tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt đại biến, tinh viêm thần sứ. Thật sự là giới tinh hỏa bao phủ, thời khắc này Hứa Thanh giống như đã trở thành tinh viêm thần sứ chân chính, lại còn là tầng thứ tối cao. Hắn đứng ở nơi đó, tinh viêm dường như đã trở thành chúc phúc, không ngừng vờn quanh, không ngừng, chuyển động, hình thành một vòng xoáy thật lớn, ầm ầm rung chuyển hư vô. Hứa Thanh đang đánh cược. Hắn cược thần linh cao cao tại thượng, không thể nào thật sự mở ra thần mục vì một tu sĩ quy hư, con mắt vĩ đại xuất hiện trên trời chẳng qua chỉ là lực lượng chúc phúc làm bộ ra mà thôi. Cho dù là đã cấp cho chúc phúc, nhưng trong nhận thức của thần linh, quy hư và phàm tục không có gì khác nhau. Chương 1920, bỏ tôn nghiêm không đổi được hòa bình, 2. Mà từ trên trình độ nhất định, đây không phải là liều mạng đánh bạc tất cả, bởi vì hiểu biết của Hứa Thanh về thần linh cao hơn rất nhiều so với vô số tộc quần. Hắn biết rõ, dưới loại trạng thái dùng hồn ti của bản thân hình thành nê hồ ly, cùng với lệnh bài trong tay, khi cả hai dung hợp cùng một chỗ với nhau, khí tức hình thành trong đó có thể hóa thành thuật hộ thân. Mặc kệ đối phương có phải là mắt thật hay không, Hứa Thanh, thành công rồi. Con mắt vĩ đại màu vàng lạnh lùng trên bầu trời, tập trung tới trên người Hứa Thanh, cuối cùng nhìn tới lệnh bài. Sau đó, dần dần khép kín lại, cuối cùng khe hở trên bầu trời bắt đầu tiêu tán, cho đến một lát sau hoàn toàn biến mất. Con mắt vĩ đại, rời khỏi. Hứa Thanh đã chứng minh thân phận, mà so sánh cùng thần sứ cao nhất của thần linh, một tên tôi tớ không quan trọng gì đó, tự nhiên có thể bị bỏ qua. Một màn này khiến cho sắc mặt của Minh Nam Thế Tử nháy mắt trắng bệch, gã ta nhìn con mắt vĩ đại biến mất, lại nhìn Hứa Thanh, không cam lòng, bi phẫn, đủ loại suy nghĩ bốc lên trong tâm thần. Át chủ bài lớn nhất của gã ta lại không có bất cứ tác dụng gì với đối phương. Giờ phút này nhìn lại, bối cảnh của bản thân cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Kết cục này không giống như ban đầu gã ta tính trước. Mặc kệ gã ta nghĩ thế nào cũng không ngờ được, Hứa Thanh lại là tinh viêm thần sứ. Việc này, Minh Nam Thế Tử oán độc nhìn đám người đại hoàng tử. Theo suy nghĩ của gã ta, có lẽ đám người nọ đã biết rõ việc đó, nhưng lại giả bộ như không biết rõ tình hình, khiến cho gã ta đưa ra phán đoán sai lầm. Nếu không, sao gã ta lại cố ý chờ đợi? Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, mất đi chúc phúc không chết, mất đi át chủ bài, nghĩ đến thủ đoạn hung tàn và tàn nhẫn của Hứa Thanh, nội tâm của gã ta rung động lắc lư. Vì vậy lúc này Minh Nam Thế Tử không chút do dự, chợt quay đầu và thiêu đốt khí huyết toàn thân, cấp tốc di chuyển, vội vã chạy về xa xa. Gã ta muốn nhờ cơ hội lồng giam của đối phương tiêu tán, chạy trốn khỏi nơi đây. Đồng thời cũng lập tức triển khai bí pháp truyền tống. Nhưng tất nhiên Hứa Thanh sẽ không để cho gã ta chạy trốn như vậy, trong mắt hắn lóe lên sát cơ. Đại sư huynh, nói xong, hắn phất tay gọi bốn thanh cấm binh, gào thét phóng đi. Lão tổ Kim Cương Tông cũng hiển lộ từ trong chỗ tối, nhanh chóng bay tới gần, trong miệng còn truyền ra tiếng kiệt kiệt, cũng không biết là đang gia trì thêm dũng khí cho chính mình, hay là muốn trấn nhiếp Minh Nam Thế Tử. Càng có bốn ngón tay hình thành trên màn trời, trấn áp xuống Minh Nam Thế Tử. Đội trưởng cười ha ha, thân thể chớp mắt bộc phát ánh sáng màu lam lan tràn bầu trời, đồng thời tạo thành một cái miệng lớn rậm rạp,
như là thiên cầu táp thẳng đến phía Minh Nam Thế Tử. Ánh sáng màu lam bao phủ bốn phương, một khắc Minh Nam Thế Tử sắp mở ra truyền tống, thần thông cùng với cấm binh của Hứa Thanh đã đồng thời phóng đến. Thân ảnh của Hứa Thanh cũng ở trong đó, hai người lao qua trước người Minh Nam Thế Tử. Một con dao găm hung hăng cắt, một cái miệng lớn dùng sức cắn. Cả hai không cần nói chuyện, nhưng lại vô cùng ăn ý. Trong thời gian ngắn, Minh Nam Thế Tử toàn lực chống cự, nhưng dù cho gã ta tự bảo vệ mình như thế nào cũng vẫn vô ích như trước. Cuối cùng truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị bốn thanh cấm binh xuyên thấu, nửa người bị ánh sáng màu lam ăn mòn, trên cổ xuất hiện một đạo vết thương. Đầu lâu bay lên, chỗ mi tâm, lão tổ Kim Cương Tông đâm vào ngay đó, hình diệt. Nhưng Minh Nam Thế Tử đúng là rất bất phàm, đối mặt với giết chóc như thế, cũng chỉ khiến thân thể của gã ta tan vỡ, thần hồn lại thừa cơ thoát ra. Cấp tốc cuốn ngược lại, muốn theo truyền tống bộc phát, trực tiếp tiêu tán. Hứa Thanh không quan tâm, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, bốn thanh cấm binh tràn ngập sát ý, bay thẳng đến địa phương thần hồn tiêu tán, giống như biết đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, phất tay triệu hồi năm khối máu thịt, triển khai pháp thuật. Trong nháy mắt tiếp theo, địa phương thần hồn Minh Nam Thế Tử truyền tống rời đi bỗng tạo thành vòng xoáy. Thần hồn trực tiếp bị kéo ra, trên mặt xuất hiện biểu cảm không cách nào tin, càng có tuyệt vọng, muốn phát ra âm thanh, nhưng đã chậm. Nháy mắt xuất hiện, bốn thanh cấm binh của Hứa Thanh đã xuất hiện ngay trước Minh Nam Thế Tử, chợt đâm xuống hồn của gã ta. Trường đao đoạn hồn, chiến phủ diệt phách, tam xoa kích tuyệt tương lai, trường thương đốt quá khứ. Âm thanh thê lương thoáng hiện lại lập tức tản đi, đã thành thất truyền. Thần diệt. Thân ảnh đội trưởng lộ ra từ bên trong ánh sáng màu lam, liếm liếm khóe miệng, mỉm cười về phía đám người đại hoàng tử xa xa. Giờ phút này, thân ảnh Hứa Thanh nhoáng một cái đã đến địa phương Minh Nam Thế Tử vẫn lạc. Hắn giơ tay phải lên chảo một cái vào hư vô, từng tòa cấm sơn lập tức lăng không bay ra từ bên trong, hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Minh Nam Thế Tử có gần 400 tòa cấm sơn. Cộng thêm hơn 300 tòa cấm sơn của Hứa Thanh lúc trước, giờ phút này hơn 700 tòa cấm sơn tạo thành dãy núi lên xuống phía trên đầu hắn, tạo thành khí thế tuyệt đỉnh. Cái loại cảm giác nghiền nát tất cả, khí thôn sơn hà vô cùng rõ ràng, khiến cho người khác từ xa nhìn thấy đều phải giật mình. Một đám tu sĩ nhân tộc nhìn qua một màn này, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn, trượng, tất cả theo bản năng cúi đầu về phía Hứa Thanh, nhưng trong đó cũng có người sau khi kích động, lại nhìn qua chỗ Minh Nam Thế Tử vẫn lạc, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Mặc dù chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Dẫu sao phụ thân của Minh Nam Thế Tử cũng là một kẻ quyền cao chức trọng, nhi tử của gã bị giết, vậy khả năng giận chó đánh mèo với nhân tộc cũng là cực lớn. Hứa Thanh nhận ra điểm này, nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử trầm mặc, sau mấy hơi thở, gã nhìn qua vết roi trên thân những người bên cạnh, nhớ lại khuất nhục trên đoạn đường này, trong mắt có chút ảm đạm, trầm thấp mở miệng. Ta sai rồi, thứ dùng tôn nghiêm hèn mọn đánh đổi được, không gọi là hòa bình. Đội trưởng nghe vậy, ánh mắt thâm sâu, nhàn nhạt mở miệng. Trên đời này, không có hòa bình nào không cần đổ máu mà có thể đổi được, mặc kệ là đối phương hay phe mình, lúc máu chảy đủ nhiều, tự nhiên hòa bình cũng sẽ đến. Các bạn vừa nghe xong tập 192 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.